ca. Ủa bác đang làm gì bác? Tao làm gì kể tía tao. Rồi cảm ơn ông bác. Rồi. Ông bác ơi lái đá dục đi. 6 triệu ta đó. Trời ông liếc cái nghị điện nó giật ông. Trời ông liếc nếu mà có nghèo quá đi thí heo sống cũng khỏe. Trời ông bác được thí heo luôn hả? Nãy có nghe ông bác mới có kim hả? Ngân kim hả? Ờ, ngân kim nè, cái ngân. Cô đó, cô vợ chồng mới gọi cho con đó. Ờ, trang trọng không được gọi cho con. Hỏi mua cho bác. Hình như có mua cam hả? Có. Rồi tặng một củ hả? Tặng được một củ. Vậy hôm nay nghỉ bán đi. Đâu? Bán có củ rồi mà. Không có. Chưa bán mà. Được mà, sẽ giờ bán chắc được 5 kg hay 10 kg. Sao 5 kg nhiều, hơn 10 kg rồi. Bữa nay là không thiếu mãi đó. Bán là nhờ cô bác người ta thương người ta mua thôi. Còn nếu ế nữa là ngày mai người ta mua có 60 kg hả? À. Cam đó để ngày mai ngày mốt cũng không hơi tại cam tươi nè, cam đó ok ngon. Quá ngon luôn. Bởi tính con nó... thấy cái nào ngon thì con nói ngon à, dở con dở à, con nói là phải không dốc láo phải không? Không dốc láo à. Nói sự thật phải không? Nói sự thật à. Tánh nó cái tánh nó giống vợ ta. Hôm qua con mới gặp vợ bác kìa. Bà nói âm bà tê thôi hết thuốc chữa rồi. Đâu có chữa được. Vậy lông bác còn giận bà bác hả? Giận làm gì? Thôi đừng có giận không nữa. Giận đâu, ơi. Đâu có. Không giận nhưng phải ra quán đó năn nỉ rước bà về. Bà mới về với đàn bà người ta cũng có sĩ diện chứ. Ông bác mua hoa hồng tặng bà bác đi. Bởi vì cái sĩ diện hay không, sĩ diện thì tùy theo mọi người. Khi vợ tôi nó tự nhiên nó đi thì nó... Tự đi dặn bác đúng rồi. Bác cho tiền con gái riêng mà bác không nói bà bác là bà dặn đúng rồi. Nhưng mà quá lâu rồi thì mình hòa đi. Cam hôm nay là bán 24 ngàn. Cam đây là ok lắm quý vị. Mới nãy có ăn thử rồi ngọt. Ngọt hả? Cái mà là cam sành ông bác ha. Đi mua mà dòm cam mà hai thằng tao một tiếng không thử. Ủa sao sáng hôm thấy không có trọng nó đi mà sao nó không chở mà bác chở vậy? Nó cũng đi lại nó hổng ngay chân cái giá này nè. Dạ. Rồi nó kêu mua đi. Người ta bán thôi 20. Theo mình bán thì nó cao hơn. Ý ông bác á là có tranh cãi này lựa xảy ra hả? Ý ông bác là ông bác muốn mua kem dẻ mà vừa, còn ông Trọng thì muốn mua cái loại kem ngon á mà giá hơi cao một xíu đúng không? Không phải. Nó đó. Mà mình nói này kia nọ người ta sụt xuống cho mình được 2 ngàn bởi vì bán hơi cao. Dạ. Nói chung kem là 24 ngàn này cũng ok, không cao lắm đâu. Tận ngoài người ta bán cũng 25 ngàn rồi. Con hay mua là cam lại đây nè. Cá mình mỏng vỏ, có nước nè. Mà cam bữa nay nhìn ngon gì chứ còn mấy bữa cam trước là tệ thiệt. Dày không à, cam trước là cái vỏ nó dày. Nay cam ngon. Cam không phải cam sành đâu, buôn bán là không biết. Đừng có nói bậy. Cam đây là cam bình thường, cam vắt nước uống chứ làm gì cam sành. Cam sành là nó cốc như gì phải không? Không phải. Cam này không phải cam sành. Gì hả? Cam vắt nước uống. Mình không biết. Phải buôn bán trái cây vậy mà không biết loại trái cây nào nó ra kia hết trơn vậy. Trời. Kinh nghiệm cũng mười mấy ngày. Kinh nghiệm hơn tháng rồi. Không, một tháng rồi đó ông bác ơi. Tôi chứ không rành nổi đâu. Yêu cầu người ta nấu cái cam gì thì mình nấu theo cam đó thôi. Đến nỗi cái bịch mà cũng không phân ra từng mấy ký rồi ghi ra cái bịch lớn rồi cứ mỗi lần tìm khó muốn chết rồi. Mà khán giả người ta xem người ta rất là bức xúc. Quá nhiều đó mà làm cũng xong sao làm chuyện gì lớn được. Bây giờ mình về tới nhà là nó mệt gần chết rồi, đâu có lựa lọc gì đâu. Đó, đem lên là treo, đem lên là ông bác lấy cái bút lông đó, ông bác ghi là 5kg, 10kg, nhìn thôi là mình dễ biết rồi. Có bữa nào nhớ mình nhớ. Mình có cây bút lông mình ghi ông bác, nè. Mình phân biệt nhớ được. Nhớ bọc bự bên đây nè. Cái này nó cũng như độ nhỏ nhỏ mà. Bác là cao lắm rồi, có đất rồi, 24.000 1kg đó. Mà quá, bữa nay ông bác lấy lại tinh thần cho. Hôm qua gì quên tới quên lui, lộn tới lộn lui gì. Ừ. Cái đầu mình mà suy nghĩ nhiều quá. Dạ rồi. Anh mua cam không anh?
mua cam. Suy nghĩ gì có gì đâu, suy nghĩ không vợ không con, quên có vợ, có vợ có con. Vậy vợ bác ơi, hôm nay thử thách cho ông bác là tự êm mãn rồi ra được không? Ông bác bán hôm nay 70 kg đúng không? Mình 60 à. 60. Cái vậy thì mình ăn thua con bác được thôi, người ta mua rồi chứ mình bây giờ đứng ngày bán cũng vậy, cũng như một bữa vậy. Mình tính nếu đổi hướng là bây giờ đổi ra đâu bây giờ tôi cũng sao im rồi ông bác. Hồi trưa giờ sầm nổ luôn hả? Hôm nay bán được khách vãng lai được 10 kg mà. Bữa nay khách in là quen không mà. Sao không bán món gì mà suốt ngày bán cam với nhãn, bán quanh năm suốt tháng vậy? Bán mà người ta ăn, người ta nói mụn luôn á. Hồi đi mà cam vậy đó, rồi tôi tính mua trái cái gì? Cái gì? Thôi, nữa hả? Nhãn nữa hả? Nhãn bự bự, không bự mà mắc lắm. Nhãn bự là nhãn hạt cầm, nhãn gì đó. Xuồng. Có gì lớn à? Con support ông bác giết mặt con hết chỗ nổi mụn luôn rồi thấy không? Nó bán nóng quá trời. Ở tại điểm là 20 mấy rồi, 22, 24 hay gì đó. Giờ cam với nhãn mặt mình con cho tôi nghe sợ. Rồi làm sao mà bán được phải không? Nó quá cao rồi, nó bán tới 24, 22, 24. Nghe nói chôm chôm là cuối mùa nên bữa họ bán mắc á. Mình bán mà giống như măng cụt vậy, giờ này mùa trái mùa người ta phải mắc rồi. Nên mình bán theo mùa thì được, chứ còn mà bán nghịch mùa thì phải mắc về chuyện mắc thôi. Nhưng ông, mà ông bác tự tin bán được lâu dài không? Lỡ một ngày nào đó tụi con không quay nữa thì sao? Phải tính phương án đó nha. Ừ, mình quyết tâm đó. Có nhớ tụi con là gọi bán điện không? Không có. Quyết tâm bán nhưng mà mình không dám lấy nhiều. Để như mình thấy ít nhất cũng lấy 50 kg bán, nhưng lấy ít hơn sao mà bán? Cỡ 30, 20 nếu mà hơi ấy nữa 20 mình cũng sống được. Thì sao sống được? Một ký ngày lợi tiện hơi tặng. Hà tiện hơi tặng. Vậy là khi nào mà hết tiền mới hà tiện, giờ có tiền cứ ăn uống maximum hả? Maximum luôn hả? Chưa đâu. Ông cũng dám mất cho mùng. Còn thấy giờ bác một ngày ông bác ăn cũng 100 mấy ngàn rồi mà. Ở trên này ăn cái gì cũng tốn tiền. Bây giờ nó xin lỗi mình quất một dĩa cơm á, mà ăn được dĩa cơm á thì nó đỡ cho mình chút. Còn mình ăn hủ tiếu này kia coi chừng tốn. Trời ơi, ông bác ông nghe nói đất ở Sài Gòn là tất vàng sao? Nên là phải mở mắt ra là phải tốn tiền thôi. Nhưng mà ở Sài Gòn rất là dễ làm ăn, nếu như chịu siêng năng thì làm ăn rất là được. Đúng rất rồi, là có tiền luôn. Còn nếu như làm biếng thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Như Ngọc Trinh nói vậy đó, không có tiền như cạp đất mà ăn. Nhiều lúc cũng đúng á. Cái thôi mà đúng. Có nhầm người cạp đất cũng làm giàu. Cà cuốc á. Cà cuốc cuốc. Cuốc đất à. Lâu lâu lắm rồi không nghe giọng hát của ông bác còn sức để hát không? Hết hả? Hết. Xuống giờ từ dạo ấy luôn hả? Tôi nói thật. Bị gì nó dầu lo biết rồi. Không, nó không được chung. Chứ theo đúng là của tôi là ở ngoài trống không có ai hết rồi, tôi buồn rồi, tôi ca tối ngày cũng được. Ca mà phải hứng với ca hả? Ừ, không phải hứng đâu. Mà cái này không có tinh thần. Vậy bữa nào mà ông bác bán hết sao sớm. Không có tinh thần bán được mà, rồi khán giả tặng tiền mà không có tinh thần. Biết vậy nhưng mà nó chưa có tinh thần, chưa được thoải mái, nó vậy thôi. Giống như con người mình nó sức yếu. Hình như bữa giờ bệnh bớt rồi nhưng mà vẫn còn kiểu lừ đừ hả? Chưa hết rồi. Nó còn yếu. Tái đi tái lại. Chưa hết thì nghỉ ngày 2 ngày lấy lại sức khỏe đi. Chứ buôn bán rồi như vậy sao? Tiếc á, tại vì nếu mà nghỉ một ngày thì không có đồng ra đồng vô á, nghỉ cũng buồn nữa. Không có tiền nó ăn chậm nó cho xài gì đâu, ăn chậm nó làm công ty mà.
Bữa nào mà bán về sớm á, con chở con bác đi ra ngoài giữa ruộng nghe, cho con bác đứng mà đó hát một bữa cho lấy lại tinh thần. Cho đã rồi ha. Cho đã. Ra công viên hát cũng được mà. Ra giữa ruộng đem thêm một sậy rượu đế nữa. Đúng rồi. Một con mực nướng nữa. Quá phát ha. Quá cần cao luôn. Bữa nào mình đi ha. Bữa nào mình bán hết sớm mình đi. Đây là những trái cam rất là tươi xanh luôn. Nghe cam ngon lắm quý vị. Bữa nãy có ăn thử miếng cam mà nó ngọt không như cam vậy. Cam này, cam ế đây bà con, cô bác ơi. Hôm nay ông bác nhập 70kg. Bán mới có 10kg, còn lại 60kg. Nói chung ngày bán 40-50kg là ok rồi đó, đừng có trong mông gì bán ngày 100kg. Không có nhiều khi là mình hiểu lầm như thế này nè, mình tính mua 100kg, mình bán 2 ngày. Còn thôi vậy đi, vì đây chạy nó cũng nhẹ xe nữa. Dạ, nếu như cam tươi như thế này thì có thể mua nhiều để... ngày mai để 2 ngày bán luôn khỏi... Đó là ý của ông bác là như vậy, còn nhiều khi cô chú anh chị coi không hiểu á. Nó ăn bát tham, lấy bán không hết mình lấy lần cho cố vô 100kg. Cũng như người ta nói cũng như ỷ có cú rồi lấy cho 200-300 chặn cả cú. Đúng rồi. Tính gì đâu được, mình biết người ta chứ đâu phải. Cũng nghĩa tình người ta thương, người nào thương thì thương phải không? Dạ. Không có ép được cái chuyện đó. Rồi con cảm ơn bác nha. Rồi chào thằng ác. Chúc ông bác buồn mày bánh đáp nhiều. Chào cô bác anh chị. Rồi.